Xin chào anh em đã quay trở lại, và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục gửi tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Xperia Compact mới lộ diện gây thất vọng. Các thông tin mới nhất cho thấy Sony có thể hồi sinh dòng điện thoại nhỏ gọn Xperia Compact, có thể là Xperia X2 hoặc là Xperia Compact 2021. Tuy nhiên, sẽ không trang bị phần cứng xử lý mạnh nhất cho mẫu điện thoại mới này. Mẫu smartphone nhỏ gọn của công ty Nhật Bản được biết đến với kiểu dáng nhỏ gọn và thông số kỹ thuật cao cấp. Ví dụ, thiết bị compact gần đây nhất của công ty là Xperia XZ2 Compact ra mắt năm 2018, được trang bị chip Snapdragon 845. Tuy nhiên, chiến lược của gã khổng lồ công nghệ này dường như đã thay đổi khi mà nhiều báo cáo cho biết bản kế nhiệm của nó sẽ đi kèm chip không cao cấp. Trước đây đã có những báo cáo cho biết là máy sẽ đi kèm với chip Snapdragon 775G sắp ra mắt, nhưng có vẻ như là không phải như vậy. Và để làm cho mọi thứ tệ hơn, một trang blog Nhật Bản là Android Next tuyên bố rằng smartphone này sẽ chỉ trang bị Snapdragon 690, một chip hỗ trợ 5G dành cho các thiết bị giá phải chăng. Điện thoại này được cho là sẽ có màn hình 5,5 inch và loại bỏ tỷ lệ khung hình 21:9 đặc trưng. Một báo cáo trước đó cho biết là nó sẽ lớn hơn một chút so với Xperia XZ Compact và iPhone 12 mini. Nó cũng được đồn đại là có một phần cằm khá lớn. Các thông số kỹ thuật khác có thể bao gồm cụm camera kép ở mặt sau với camera chính là 13 megapixel, màn chập chuyên dụng, đầu đọc dấu vân tay gắn bên cạnh và rắc cắm tai nghe 3,5mm. Chiếc máy này được cho là sẽ không mang nhãn hiệu Xperia 1.3 Compact, trái ngược với các báo cáo trước đó. Thay vào đó thì nó sẽ được tung ra như là một phiên bản kế nhiệm của Xperia Ace, sản phẩm kế nhiệm của Xperia XZ2 Compact trước đây. Giống như Xperia Ace, bản kế nhiệm của nó dự kiến mang tên là Xperia Ace 2 và sẽ độc quyền cho thị trường Nhật Bản. Báo cáo cũng gợi ý rằng chiếc máy này sẽ đắt tiền, có thể trong phạm vi giá là 460 đô la Mỹ, tức 10,6 triệu đồng, như tiền nhiệm của nó khi phát hành vào nửa đầu năm nay. Chuyển sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Oppo ra điện thoại trung cấp đắt hơn cả flagship. Cùng với bộ đôi Find X3 Pro và Find X3 tiêu chuẩn thì Oppo còn vừa giới thiệu hai mẫu máy tầm trung mang tên là Oppo Find X3 Neo và Find X3 Lite, những lựa chọn thay thế với giá bán hợp lý hơn. Oppo Find X3 Neo mang đến màn hình Full HD cộng AMOLED cong cạnh với kích cỡ là 6,5 inch, có tốc độ làm mới là 90Hz. Màn hình được chứng nhận là HDR10 và có camera selfie 32 megapixel cũng như là máy quét dấu vân tay tích hợp. Điện thoại chạy trên chip Snapdragon 865 của năm ngoái, kết hợp với RAM 12GB và bộ nhớ trong là 256GB, không thể mở rộng. Ở mặt sau thì chiếc smartphone này có thiết lập 3 camera, cụ thể thì gồm một cảm biến chính Sony IMX766 50 megapixel với khả năng chống rung quang học OIS được tìm thấy trên các mẫu Oppo Find X3 cao cấp, cùng với một camera góc siêu rộng 16 megapixel, một camera tele 13 megapixel và một camera chụp cận macro 2 megapixel. Mặt sau có thiết kế glow của Oppo nên xử lý các vết ố và dấu vân tay khá tốt. Đáng chú ý thì Oppo Find X3 Neo sở hữu viên pin là 4.500 mAh với khả năng sạc Super VOOC 2.0, công suất 65W, nhanh chóng, trong khi phần mềm là ColorOS 11.1 trên nền Android 11. Oppo Find X3 Neo có hai màu, đen Starlight và bạc Galactic, với giá bán lẻ là 699 euro, tức khoảng 19,28 triệu đồng, và dự kiến lên kệ vào ngày 14 tháng 4. Với Oppo Find X3 Lite, thì nhà sản xuất tích hợp cho máy con chip xử lý là Snapdragon 765G, kết hợp với RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128GB, không có khả năng mở rộng. Màn hình có kích thước là 6,4 inch và vẫn có tốc độ làm mới là 90Hz, với độ phân giải là Full HD+, và máy quét dấu vân tay tích hợp. Mặt sau điện thoại có cụm camera bao gồm camera chính là 64MP, camera siêu rộng là 8MP và hai module camera 2MP để chụp ảnh cận cảnh, macro và đo dữ liệu độ sâu. Pin trên Oppo Find X3 Lite có dung lượng là 4.300 mAh cùng công suất sạc là Super VOOC 2.0 65W, giống như những người anh em cao cấp hơn. Sản phẩm cũng là mẫu smartphone duy nhất trong gia đình Oppo Find X3 có jack cắm tai nghe. Oppo Find X3 Lite có các màu là bạc Galactic, đen Starry và xanh dương Astra, với giá bán lẻ là 399 euro, tương đương 11 triệu đồng. Hiện vẫn chưa rõ khi nào các thiết bị này sẽ tới thị trường Việt Nam, nhưng mà anh em yên tâm là bọn mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về các sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Mỹ tăng hạn chế với thiết bị 5G Huawei. Theo hai nguồn tin của Reuters, những giấy phép đã được Bộ Thương mại Mỹ cấp trước đó sẽ bổ sung thêm điều khoản nhằm hạn chế các công ty Mỹ cung cấp thiết bị có thể dùng trong mạng di động thế hệ thứ 5 5G cho Huawei. Điều này đồng nghĩa rằng các hợp đồng thỏa thuận về 5G đã ký giữa doanh nghiệp Mỹ với Huawei có thể bị phá vỡ. Một giấy phép đã được sửa đổi có hiệu lực từ ngày 9 tháng 3 mà Reuters thu thập được cho thấy các công ty Mỹ không được xuất khẩu hàng hóa sử dụng cho thiết bị 5G. Nói cách khác, chỉ cần liên quan đến 5G, các giấy phép đã có hiệu lực trước đó sẽ bị vô hiệu hóa. Một giấy phép sửa đổi có hiệu lực từ ngày 8 tháng 3 trước đó cũng ghi chú rằng các công nghệ không được phép xuất khẩu cho Huawei bao gồm công nghệ quân sự, 5G, cơ sở hạ tầng quan trọng, trung tâm dữ liệu doanh nghiệp, ứng dụng đám mây và công nghệ hàng không vũ trụ. Theo giới quan sát thì động thái mới cho thấy là chính quyền Biden đang tiếp tục củng cố quan điểm cứng rắn với Huawei. Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc đã bị Mỹ đưa vào danh sách thực thể hồi tháng 5 năm 2019
phát ngôn viên Bộ Thương mại Mỹ từ chối bình luận với lý do những thông tin về cấp phép phải được giữ bí mật. Huawei cũng từ chối đưa ra ý kiến. Sau khi Huawei bị đưa vào danh sách đen, nhiều công ty Mỹ đã nộp đơn lên Bộ Thương mại Mỹ xin phép tiếp tục làm ăn với hãng viễn thông Trung Quốc. Tháng 1, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đã từ chối 116 hồ sơ với tổng lượng đơn hàng trị giá là 119 tỷ đô la Mỹ, chỉ phê duyệt 4 hồ sơ với tổng giá trị là 20 triệu đô la Mỹ. Theo một tài liệu của Bộ Thương mại Mỹ, hầu hết giấy phép bị từ chối thuộc 3 danh mục: bộ nhớ, thiết bị cầm tay và ứng dụng mạng. Cũng theo tài liệu này, thì trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020, chính quyền Trump đã phê duyệt giấy phép cho các công ty Mỹ giao dịch hàng hóa và công nghệ với Huawei trị giá 87 tỷ đô la Mỹ. Thời gian hiệu lực của giấy phép là 4 năm. Tính đến tháng 1, các công ty Mỹ đang nộp khoảng 300 hồ sơ đăng ký giấy phép trị giá 296 tỷ đô la Mỹ. Vẫn chưa rõ là có bao nhiêu hồ sơ trong số này được thông qua. Và vậy thôi, vừa rồi thì cũng đã là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho tất cả anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.